đi thẳng đến trái tim của con người bằng tình cảm chân thật tự nhiên. Đó là nét nổi bật phong cách ứng xử của người. Đó là câu chuyện qua câu chuyện nước nóng nước nguội, là một trong những cách thể hiện phong cách ứng xử đó của bác qua lời kể của em Phạm Ánh Nhật đến từ chi đội 83. Xin mời em. Kính thưa ban giám khảo cùng quý đại biểu trường Trung học cơ sở Mỹ Hiệp, em tên Phạm Ánh Nhật, học sinh lớp 8A3. Hôm nay em xin đại diện cho tập thể 8A3 lên giao lưu tuyên truyền về ngày hội đọc sách có trong bài Nước nóng nước nguội, với nội dung học cách ứng xử phù hợp được chất trong quyển sách. Những điều được chất trong quyển sách: một số mẫu chuyện và lời dạy hay về Bác Hồ, được xuất bản năm 2007, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia được xuất bản năm 2000 Hà Nội. Câu chuyện như sau: buổi đầu kháng chiến, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay chửi mắng chiến sĩ. Người này đã từng tham gia giao thông và bảo vệ bác trên đường ra đi tìm đường cứu nước. Được tin, nhân dân phản ánh về đồng chí này. Một hôm, bác cho gọi đồng chí lên việc bác dặn chạm tiếp đón. Cho dù đồng chí này có đến sớm đi nữa, cũng giữa trưa mới cho chú ói vào gặp bác. Trời mùa hè, nắng chang chang, đồng chí đi bộ đúng giờ ngọ nên đã vã cài ra mồ hôi. Đến nơi, bác đã chờ sẵn. Bác rót sẵn hai cốc nước, một cốc nước nóng có ý chừng như vừa mới rót, khói bay nghi ngút, và một cốc nước nguội. Sau khi chào hỏi xong, bác chỉ tay vào cốc nước nóng và nói: chú uống đi. Đồng chí cán bộ kêu lên: trời, nắng thế này bác cho nước nóng làm sao chớ uống được ạ? Bác mỉm cười và nói: à ra vậy, thế cậu có thích uống nước nguội mát không? Đồng chí thưa: dạ có ạ. Bác nghiêm nén mặt nói: nước nóng cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, chiến sĩ của chú và tôi đều không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm như cốc nước nguội, dễ uống, dễ tiếp thu. Hiểu lời ý bác giáo dục, đồng chí nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Qua câu chuyện trên, cho ta thấy được sự quan tâm của bác về cách giáo dục và quản lý con người, và cũng cho chúng ta một bài học tâm lý về cách ứng xử. Khôn khéo, thâm thúy, khi giận dữ, chúng ta rất dễ mất bình tĩnh bản thân mình, có thể làm những chuyện mà không nghĩ đến hậu quả của nó, hoặc đưa ra những quyết định không mất sáng suốt, nói ra những lời không nên nói. Qua câu chuyện trên, ta thôi, qua ngày hội đọc sách, qua buổi tuyên truyền về ngày hội đọc sách này, em mong muốn quý ban giám khảo cùng thầy cô hãy chung tay góp sức biến ngày hội Việt sách, biến ngày hội đọc sách thành ngày sách Việt Nam. Kính thưa ban giám khảo và quý thầy cô, câu chuyện đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn quý thầy cô và ban giám khảo đã lắng nghe.